bí mật chấn động mới về nguồn gốc COVID-19. Một nghiên cứu mới cho thấy các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, Daily đưa tin ngày 29 tháng 5. Tác giả của nghiên cứu, nhà khoa học người Anh Engus Dalis và người Na Uy Birger Sørensen khẳng định họ có bằng chứng virus được tạo ra trong phòng nghiên cứu ở Trung Quốc từ một năm trước nhưng bị phớt lờ bởi các học giả và truyền thông. Cũng theo ông Dalis và ông Sørensen, các nhà khoa học Trung Quốc đã tìm cách che đậy dấu vết bằng kỹ nghệ đảo ngược, tạo ra phiên bản virus để khiến virus như thể tiến hóa tự nhiên từ rơi. Trong lúc phân tích mẫu vật COVID-19 vào năm ngoái, trong một nỗ lực phát triển vaccine, ông Dalis và ông Sørensen phát hiện điểm đặc biệt ở virus mà họ khẳng định là chỉ có thể phát sinh từ quá trình thao túng trong phòng thí nghiệm. Hai nhà khoa học nổi tiếng này khẳng định họ đã cố gắng công bố nghiên cứu nhưng bị nhiều tạp chí khoa học từ chối vào thời điểm phần lớn kiên quyết rằng virus lây nhiễm tự nhiên từ động vật sang người. Trong nghiên cứu dài 22 trang, dự kiến được công bố trên tạp chí khoa học Quarterly Review, ông Dalis và ông Sørensen mô tả quá trình phân tích kéo dài nhiều tháng trời của họ, bao gồm việc xem xét những thí nghiệm được tiến hành từ phòng thí nghiệm Vũ Hán trong giai đoạn 2002-2019. Phần lớn nỗ lực của họ xoay quanh nghiên cứu Gain of Function gây tranh cãi, có sự cộng tác của các trường đại học Mỹ nhưng bị tạm hoãn dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Gain of Function liên quan đến việc tinh chỉnh virus để khiến chúng có khả năng lây nhiễm mạnh hơn, với mục tiêu cuối cùng là nghiên cứu và hiểu rõ hơn về tác động tiềm tàng của virus đối với con người. Theo ông Dalis và ông Sørensen, các nhà khoa học tham gia Gain of Function dùng xương sống của một virus corona được tìm thấy ở rơi Trung Quốc và nối nó vào một gai mới, biến nó thành SARS-CoV-2. Trong gai này, ông Dalis và ông Sørensen phát hiện chuỗi 4 amino acid dương, bằng chứng mà họ khẳng định là cho thấy sự nhúng tay của con người. Theo ông Sørensen, trong tự nhiên, ngay cả việc phát hiện chuỗi 3 amino acid dương đã là rất hiếm bởi chúng có xu hướng đẩy nhau. Do đó, việc phát hiện chuỗi 4 amino acid dương tự nhiên là điều cực kỳ khó xảy ra. Trong nghiên cứu của ông Dalis và ông Sørensen nhấn mạnh đây là một trong những bằng chứng cho thấy SARS-CoV-2 được tạo ra từ phòng thí nghiệm một cách có chủ đích và giả thuyết tiến hóa tự nhiên là rất khó xảy ra. Ông Dalis là giáo sư về ung thư học ở trường đại học Roger, London và ông nổi tiếng với đột phá trong nghiên cứu tạo ra vaccine HIV đầu tiên có hiệu quả trong việc điều trị các bệnh nhân dương tính, cho phép họ dùng thuốc trong nhiều tháng. Ông Sørensen là chuyên gia về virus học và là chủ tịch của hãng dược Immuno phát triển ứng viên vaccine COVID-19 BioVac-19. Theo Daily, những cáo buộc nêu trên nhiều khả năng sẽ khiến cộng đồng khoa học dậy sóng bởi phần lớn các nhà khoa học cho đến gần đây vẫn khẳng định SARS-CoV-2 có nguồn gốc tự nhiên, lây từ rơi hoặc một loài vật khác sang người. Suốt hơn một năm, mọi thứ bắt đầu đảo chiều khi các nhà học giả, chính trị gia và các hãng truyền thông hàng đầu bắt đầu chú ý đến giả thuyết virus thoát khỏi Viện Virus học Vũ Hán ở Trung Quốc. Tuần này, Tổng thống Joe Biden yêu cầu cộng đồng tình báo Mỹ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời về nguồn gốc COVID-19 sau khi xuất hiện thông tin các nhà nghiên cứu ở WVI đổ bệnh và phải nhập viện vào tháng 11 năm 2019, một tháng trước khi COVID-19 khởi phát tại thành phố này.